Nào đây à? Ui, nó canh mình. Mày thích canh anh không hả? Mày canh anh thế thì vỡ mồm là đúng rồi em ơi. Mua nick Free Fire lên quân, tới ngay sucsukẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của Sĩ Kẹo nha anh em. Đậu xanh thanh niên nào đây hả? Ui dồi ôi, qua đây em ơi. Làm sao hả? Làm sao hả? Thanh niên này lên bảng đếm số luôn em ơi. Như vậy là mình có được luôn một kill anh em. Thì ra là thanh niên này bạn ấy cầm shotgun anh em ơi. Thế nên là nó cứ dụ mình vào gần nó. Lý do là như vậy thôi. Được rồi, vô cùng là đơn giản luôn anh em. À ok ok. Để xem như nào chứ nhỉ anh em. Hiện tại thì đồ đạc của mình đã có được một cây XM8 này. Với lại thì thêm một cây MP40 nữa. Nhưng mà MP40 hiện tại thì hơi bị ít đạn luôn anh em. Mình qua đây luôn xem là có gì ngon không nhỉ mọi người. À, cũng chỉ là một cây Spat 12 thôi thì kẹo không có sai anh em. Vậy thì phía trên này anh em thấy gì chưa nhỉ? Lại là một cây shotgun M1014. Mình thì mình ưu tiên xài tiểu liên hơn. Cơ bản là mình xài tiểu liên là mình vứt tâm nó ok. Đó chứ còn là shotgun là mình chưa có biết vứt tâm nó vứt như nào. Ten ten, tình hình là chỉ còn lại có 26 người chơi nữa trong cái ván đấu này thôi. Lượn lờ qua phía trường học xem như nào anh em nhở. Xem là cố gắng kiếm thật là nhiều kill ở trong cái ván đấu này. Hôm nay là ngày chủ nhật, vậy thì anh em đã đi chơi được nhiều chưa nhỉ? Kẹo từ sáng đến giờ là chỉ tập trung chơi game để làm video cho anh em thôi. Nào, ở đây thì mình không biết là còn ai nữa hay không cơ. Cơ bản là nó tương đối là vắng luôn. Và kẹo thì chẳng thấy ai ở đây nữa cả anh em. Vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy. Đào đâu ra người bây giờ anh em. Thế luôn, thời buổi này kiếm người khó khăn vãi trưởng. Thùng dầu hả? Bắn nổ luôn. Uầy, UAV phía bên tay trái có tận hai đứa luôn. Căng vãi cả chửi anh em ơi. Khả năng cao là hai đứa nó team up anh em ơi. Thế này thì đúng là chết dở luôn anh em. Ok này, hôm nay cơ bản là lại không có hứng chơi cây AK cơ. Nên là hiện tại kẹo vẫn đang cầm đó là một cây XM8 này. Với lại cây MP40 anh em. XM8 được lắp sẵn ống ngắm 2x nên là bắn cũng phê này. Bây giờ là ska quái thú nha mọi người. Làm sao? Thằng nào ở đây nổ anh cái địa chỉ nào? Cái đậu xanh thì làm sao hả? Ui, vãi lúa anh em ơi. Bị bắn lây này. Lên bảng chưa em? 2 kill luôn ngọt sớt anh em ơi. Cứ phải gọi là phê phải không nào mọi người? Rồi nha, hiện tại thì kẹo đã đầy máu rồi. Tầm này là qua để loot xác chúng nó luôn chứ còn là sao nữa hả mọi người? Cơ bản là vừa kill nó xong cơ mà. Ây thật không tự tin nổi, chúng ta đã lên được một cái mũ ba này. Một cái giáp chống nổ luôn. Xịn xò luôn anh em. Anh em đừng hỏi kẹo tại sao mà anh lại không chơi Anub nha. Đơn giản là ngày hôm nay mình muốn test xem là Skinner Ska quái thú nó mạnh như thế nào. Mình nhớ là Skinner Ska quái thú này thì nó tăng một vạch chính xác và tăng hai vạch sát thương luôn anh em ơi. Mà bình thường Ska bắn đã nhanh rồi, thế nên là bắn cũng rất là phê luôn anh em ơi. Vừa tăng độ chính xác lại còn vừa tăng sát thương nữa thì anh em thấy là bắn có gắt không ạ? À? Rồi nha, về cái khay súng phụ thì mình nói chung là mình rất là ít khi mình lựa. Cơ bản là mình sợ trong lúc giao tranh mà anh em nhấn lộn vào cái cây súng phụ là coi như hỏng luôn anh em ơi. Rồi nha, lượn lờ qua đây cái con nào anh em. Tình hình là mình xem như nào mình kiếm thêm 19 thằng nữa nhỉ. Đâu rồi? Các bạn đâu rồi hả? Mình lại sợ các bạn quá cơ này. Chưa thấy thêm thanh niên nào nữa anh em ơi. Vắng tanh đi chứ lại. Công nhận là trận này thì khó nhai đây mọi người ơi. Tầm này là hơi bị khó nhai nha anh em. Lên trên cái coi xem như nào này. À ok, vẫn chỉ là một cây ska thôi. Hình như là tầm này thì tháp đồng hồ là chẳng kiếm đâu ra người nữa. Hết người rồi anh em ơi, tầm này thì kiếm đâu ra được người anh em nhỉ. Chán nản vãi trưởng luôn. 18 thanh niên nữa thôi mà. Lượn lờ qua đây cái coi chứ tình hình là bây giờ mới có được 2 kill thề luôn. Cảm giác như kiểu là chán dã man anh em. Nữa hả? Nữa hả? Chạy đâu hả em ơi? Làm sao bây giờ chúng muốn làm sao hả? Chạy đâu hả em ơi? Làm sao này? Làm sao này? Ê anh em ơi, vào bo. Vào bo nhanh còn kịp này. Uầy vãi trưởng. Vãi trưởng anh em. Đây chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Chạy đi
em ơi, không chạy à? Không chạy à? Không chạy thì lên bảng đếm số luôn. Mình tưởng là thằng bé chạy vào bo trước từ cơ anh em, thì ra là nó nhây luôn anh em ơi, nó không thèm chạy vào bo. Đơn giản là đây mới chỉ là bo 1 thôi nên là cụ cậu chủ quan anh em ơi. Chủ quan thế thì lên bảng đếm số là đúng rồi nha anh em nhá. Chết là không hề oan đâu nha mọi người. Vào bo cái xem tình hình như nào. Mà trước hết là mình xem như nào mình quấn túi máu cái đã anh em ơi. Quấn máu mà toa nhấn lượm một nút nhảy lên. Cơ bản là hôm nay không hiểu sao mình chơi game ngáo quá anh em ạ. Sorry mọi người. Xuống nha. Ngáo dã man luôn anh em ơi. Chả hiểu sao. Rồi làm sao đây. Tầm này là 47 giây nữa. Vòng bo tiếp theo sẽ thu lại anh em. Tôi lại sợ công quá cơ nhở. Rồi đấm ba củ có luôn được 100 EP luôn. Đủ phê cho mọi người. Thật ra thì chưa phê lắm. Full EP mới là phê cơ mà. Trên này thì sao nhỉ? Anh em đoán xem là có ai không đây? Đây kẹo vào luôn cả phía trong rồi. Nhưng mà đáp án vẫn là chưa có ai cả. Thì các bạn có thấy là buồn không hả anh em? Chẳng biết như nào chứ như này có khi là trận này ít kill rồi anh em ơi. Hỏng hết cả bánh kẹo rồi. Hỏng hẳn anh em. Hello. Có ai đây không vậy? Chưa thấy ai nữa cả. Không biết là chúng nó trốn đâu rồi anh em. À đây bên này. Rồi anh em đợi kẹo tí. Kẹo lên trên chỗ này cái đã. Nãy là thấy nó qua đây rồi mà anh em. Rồi ok. Anh em yên tâm nha, đây này. Qua đây luôn anh em ơi, vả nó nhở. Nó chạy đâu rồi chứ? Rõ ràng là ở ngay phía này mà anh em. Hình như là nó qua đây rồi. À ngay phía sau mình. Ok, hay. Ngay phía sau mình, anh em ơi. Chạy lẹ thôi anh em ơi. Cơ bản là chạy kiếm chỗ nào nó ok thì quần máu anh em. Cao chạy sang bay thì đây. Một đây quần máu này. Quần máu cho nó qua là hợp lý luôn anh em. Qua đây em ơi. Bây giờ mà chú qua đây là anh xử chú luôn nhá. Đây nhá, đồ đạc là anh chuẩn bị sẵn rồi. Ê, có ông ngắm một đích này. Thay luôn scope một đích vào bắn cho nó phê anh em. Nào đây à. Ui, nó canh mình. Mày thích canh anh không hả? Mày canh anh thế thì vỡ mồm là đúng rồi em ơi. Thì anh em thấy là skin quái thú thì bắn phải nói là mình thấy là tương đối là phê luôn. Kể cả là sấy kẻ địch đang chạy là các kiểu luôn anh em ơi. Cũng phê. Và theo như mình đánh giá thì nếu mà tính về điểm sát thương thì chắc chắn là Scar quái thú nó mạnh hơn Scar Titan rồi không nào mọi người. Lên trên cái quần nào, mới được có 4 kill thôi. Tình là vẫn còn 9 người chơi nữa để cho kẹo kiếm thêm mạng này. Rồi nha. 1 phút nữa vòng mò tiếp theo sẽ lại tiếp tục được thu lại. Hỏng thôi anh em ơi. Thấy thằng nào là vả luôn thằng đó này. Ấy, trông vắng dã man luôn. Bảo là thấy ai vả luôn đứa đó nhưng mà không thấy ai luôn mới khoai chơi anh em ơi. Tầm này thì nên cơm nên cháo gì nữa hả? Cơ bản là người kiếm không ra, đảo đâu ra kill nhở. Chủ nhật mình tính đi săn mọi người mà mọi người lại trốn cả rồi. Đây nói chung là nỗi buồn xương xương của kẹo anh em. Anh em lưu lạc nơi nào cả rồi. Ấy hòm sắt này. Rồi nha, có ký hiệu bắn súng rồi anh em ơi. Chuẩn bị đã thấy người rồi nha. À đây à. Thôi xong thanh niên. Làm sao hả? Xong chưa em? 5 kill luôn này. Và chúng ta có thêm bông keo rồi anh em ơi. 10 quả bông keo. Anh em thấy đủ phê chưa? Ui, vẫn đang còn rất nhiều bông keo này. Mình sẽ cố mình lượm thêm. Và kết quả là mình có tận 15 quả bông keo. Đủ kiếm top 1 rồi anh em ơi. 15 quả cơ mà. 15 quả mà không kiếm được top 1 thì công nhận là quá phí luôn anh em. Rồi nha anh em. Mình sẽ vòng lại theo phía này nào. Thế làm sao, tình hình là chỉ còn lại 7 đứa thôi anh em ơi. Nếu mà kill hết 7 đứa này thì mình có 12 kill top 1 này. Thế nên là bây giờ xem như nào lựa chọn đường đi nó an toàn xíu anh em. Di chuyển mà hơi bị ngáo ngáo là thôi xong, khả năng sanh mộ rất là cao luôn anh em. Rồi nhá. Anh em chờ kẹo tí nhở. Đây, ui có người. Chạy đâu Hải em ơi, làm sao vậy? Hack luôn anh em ơi, Scar quái thú mà về phê lắm anh em ạ. Về tâm thì cứ phải gọi là phê phim luôn anh em nhờ. Rồi bốn thằng này. À, một thằng ngay vị trí tảng đá này. Làm sao hả? Ngay tảng đá thì anh.
xông qua lên anh em ơi, xử nó luôn này. Tưởng là chú ở đâu cơ, chứ còn là ngay vị trí tảng đá anh xử phát một luôn. Chứ sao mà anh phải ngại chú nhở? Rồi ok, quên nữa hả? Lại thêm người này anh em, căng nhỉ? Ui, hơi căng nha anh em ơi. Pha này là hơi bị gắt nha anh em ơi. Ok, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Làm sao phải căng thẳng nhau vậy? Lên trên anh em, nó ngay trên này, ở trên lại có người này, ở trên lại có người này, vỡ đầu luôn. Nhanh gọn anh em, nữa hả? Làm sao đấy? Nữa hả? Dự bóng keo cũng nhanh tay đấy em ơi. Ok, hôm nay anh nhiều bóng keo. Câu nó quản lý qua này làm sao? Mày chạy đâu? Chạy hộ anh cái này, chạy hộ anh cái này. Rồi nha, thêm quả lựu tráng luôn anh em ơi. Chạy hộ anh cái này, dính lựu tráng phải không nào? Cái đậu ông xanh này, cái đậu xanh này ok luôn, 8 kill rồi. Một thằng nữa anh em ơi, thằng cuối. Thằng cuối nó ở phía dưới thì phải, ok đây rồi. Ui, đã lên trên rồi cả. Nhanh vậy em ơi. Đã lên trên rồi cả. Úi giời, làm sao hả? Lên bảng luôn, tuyệt vời anh em. Yes, như vậy là kẹo có 9 kill top 1 ở trong cái trận đấu này rồi anh em. Ngon lành cành đào phải không nào? Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.